Aroma Si, sức hút đến từ sự trẻ trung và nữ tính. Nếu nàng đang tìm kiếm một loại nước hoa ngọt ngào, nữ tính và dễ thương thì Si chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo dành cho nàng. Với sự kết hợp tinh tế giữa hương trái cây ngọt ngào và hương hoa cỏ, Aroma Si sẽ mang đến cho nàng mùi hương đầy cảm xúc. Tầng hương đầu tiên của Si bắt đầu với sự kết hợp tuyệt vời của hương cam bergamot, quýt hồng, hoa lan Nam Phi. Sự kết hợp này tạo ra một hương thơm tươi mát đầy sức sống. Tầng hương giữa của Si tiếp tục mang đến sự tinh tế và hương hoa diên vĩ, hoa hồng, hoa mộc tê. Những hương thơm này tạo nên một không gian mộc mạc và thanh tao, trả lại cảm giác thư giãn thăng hoa cho người sử dụng đấy. Tầng hương cuối cùng của Aroma Si sẽ là một sự pha trộn tinh tế của hổ phách, vani, cây vông vàng và hoác hương. Sự kết hợp này mang lại cho Aroma Si một hương thơm gợi cảm, cuốn hút, khiến cho nàng sẽ cảm thấy luôn tự tin và thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Nếu nàng muốn mang đến cảm giác mới lạ, tươi mới và tràn đầy sức sống cho chính mình mỗi ngày thì hãy thử ngay Aroma Si nhé.